Vâng, xin chào mừng các bạn đã đến với kênh Tổng hợp Hay. Vâng, và ngày hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn chơi một cái con app là chia sẻ đơn hàng. Một ngày thì các bạn có hai nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ là 8.000 đồng, rất là ngon này. Và các bạn làm chỉ trong vòng độ 5 phút là xong, rất là nhanh. Hàng ngày các bạn rảnh rỗi, các bạn lốt ghép thì các bạn hãy chơi con app này để tranh thủ kiếm tiền, lấy tiền tiêu Tết nhé. Link thì mình để dưới phần mô tả. Các bạn hãy bấm vào link, nó sẽ chuyển cho các bạn đến cái trang web này. Dòng đầu tiên thì các bạn nhập cái số điện thoại của các bạn nhập cả số 0 này. Tiếp theo các bạn nhập tên của các bạn hãy nhập cái tên thật của các bạn trùng với cái thẻ ngân hàng để khi các bạn đủ min rút thì nó sẽ xác thực cho các bạn. Và cái min rút của con app này là 100.000 đồng này. Các bạn hãy nhanh tay chơi con app này để kiếm tiền tiêu Tết nhé. Con app này vừa mới ra, mình cũng vừa mới test thử. Mình cũng được test thử được 16.000 đồng một ngày rồi, rất là ngon này. Và tiếp theo các bạn nhập mật khẩu. Rồi dòng tiếp theo các bạn nhập lại mật khẩu nữa. Còn cái mã mời này thì các bạn giữ nguyên. Các bạn hãy giữ nguyên cái mã mời này thì các bạn mới chơi được con app này nhé. Cái mã này là cái mã bắt buộc. Các bạn hãy nhập cái mã 2865 28685 này. Mã mời thì mình cũng để ở dưới video này. Ở trên video các bạn hãy kích vào đó này. Rồi các bạn bấm xác nhận. Sau khi xác nhận xong này, đăng ký xong thì nó sẽ chuyển cho các bạn đến cái giao diện để các bạn đăng ký lại một lần nữa này. Rồi, sau khi các bạn đăng ký xong thì các bạn nhập lại một lần nữa cái số điện thoại của các bạn, viết cả số 0, rồi các bạn bấm mật khẩu, rồi các bạn bấm đăng nhập. Các bạn hãy nhớ mật khẩu để khi mỗi lần đăng nhập thì các bạn chỉ cần bấm vào cái chữ nhớ phát ra này sẽ tự đăng nhập cho các bạn. Vâng, đây nó sẽ thông báo là thành viên của cái trang web này thân mến thì hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và xin cảm ơn. Thời gian làm việc là từ 9 giờ đến 21 giờ. Đấy, mình vừa chơi được con app này. Mình vừa test thử được 2 ngày rồi này, là được 32.000. Hôm nay mình vừa mới test thử được thêm 16.000 đồng này. Hai nhiệm vụ rất là ngon này, các bạn nhanh tên để chơi nhé. Đây, và để nhận nhiệm vụ của con app này thì các bạn hãy bấm vào cái chữ A này. Đấy, nó nổi lên cấp 0, các bạn hãy nhớ bấm vào cấp 0 để nhận đơn nhé. Còn cái cấp 1 thì các bạn không chơi được. Và mình khuyên các bạn là không nên lạp bất kỳ cái tiền gì vào cái lăng cấp. Các bạn chỉ có chơi miễn phí. Tại vì các bạn lăng cấp nên là các bạn không thể hoàn vốn được. Các bạn hãy nhớ lời mình nói. Này, hôm nay thì mình đã nhận hết nhiệm vụ rồi. Hàng ngày các bạn chỉ bấm vào cái nhận đơn này này. Đấy, bạn đã nhiệm vụ rồi này. Rồi nó sẽ chuyển cho các bạn đến một cái giao diện khác này. Nó sẽ chuyển cho các bạn đến một cái đơn hàng của cái Shopee hay là gì đó thì các bạn bấm vào cái chữ thả tim này. Đây, mình cho các bạn xem này. Này. Đấy các bạn, nó chỉ khi các bạn bấm nhận đơn cái này. Rồi các bạn bấm quay lại này.
Đấy, các bạn nhận đến nhận hai đơn rồi, các bạn bấm vào nhật ký này. Đấy. Thì mình đã hoàn thành rồi nên nó sẽ không đổi lên đây. Rồi các bạn bấm vào chữ, có chữ ở dưới này, chữ chia sẻ, thì các bạn bấm vào chữ chia sẻ, nó sẽ chuyển cho các bạn cái giao diện. À, nó sẽ chuyển cho các bạn đến một cái cửa hàng Shopee này. Đấy, các bạn chỉ bấm vào cái thả tim, các bạn nhớ lời mình nói để trước khi lời mình nói thì các bạn hãy nghe kỹ, tại vì các bạn làm theo thế này thì nó mới cho các bạn duyệt cho các bạn này. Các bạn chỉ cần bấm thả tim phát này, rồi các bạn bấm quay trở về cái trang web. À, các bạn gì mà còn quay trở về phát thế nào này, đã ok dần đã duyệt cho tôi các bạn rồi. Để tiếp theo thì các bạn lại bấm tiếp cái nữa này. Các bạn, khi các bạn nhận đơn thì các bạn bấm nhật ký, nó sẽ nổi lên, thì các bạn bấm chữ chia sẻ ở dưới như thế này này, chia sẻ, nó sẽ lại chuyển cho các bạn đến một cái app đơn hàng này, cái đơn hàng của Shopee này. Thì các bạn là bấm thả tim tiếp, rồi các bạn bấm quay trở lại này. Đấy, các bạn quay trở lại cái nhật ký này. Đấy. Đấy, như các bạn quay trở lại này. Đấy, quay trở lại thì các bạn chỉ vào bấm thẻ tim thôi, rồi các bạn bấm quay trở lại cái web này này. Thế nên là các bạn hoàn thành nhiệm vụ rất là đơn giản đúng không các bạn? Khi các bạn hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn đã được 8.000 này, rất là ngon. Và sau khi các bạn đủ min rút rồi thì các bạn hãy vào nhập cái thông tin cá nhân này, để các bạn cập nhật thông tin cá nhân, họ tên này, số điện thoại, giới tính, rồi tài khoản này, cũng như cái con app khác làm theo hướng dẫn để các bạn. Đây, các bạn tài khoản này, đấy, các bạn tên ngân hàng của bạn là gì, các bạn viết đấy này, họ và tên của các bạn này, nhớ các bạn hãy viết liền chữ in hoa không dấu, các bạn nhớ nhé, thì các bạn mới rút được. Rồi các bạn bấm vào số tài khoản ngân hàng, rồi các bạn bấm new, thế là xong, rất đơn giản đúng không? Các bạn hãy nhanh tay chơi con app này nhé, để kiếm tiền tiêu Tết. Các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, đăng ký kênh và bấm hình cái chuông để nhận thông báo về video kiếm tiền tiếp theo của mình nhé. Chúc các bạn kiếm được con tiền con app này thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kiếm tiền tiếp theo.